Hi. Nhau bằng những cái dỗ cái ôm cái dỗ muốn lọc phổi luôn, nhỏ này ghê quá, rất là nhẹ nhàng. Và mọi người ơi, thì mấy những cái video trước á, thì tụi mình đã đi suối, đi biển, đi vào đất liền, và hôm nay tụi mình lại về với suối đó. Nhưng mà cái suối của cái mùa thu hôm nay á, thì nó sẽ có một vài điểm đặc biệt hơn những cái suối trước. Các bạn hãy cùng nghe bạn Sô-cô-la cảm nhận về cái suối hôm nay nha. Mọi người có thể hôm nay nhóm tụi mình mặc đồ rất là nhiều màu sắc không? Hôm nay nhóm tụi mình sẽ đưa các bạn đến một địa điểm vừa có thể ngắm suối này, vừa có thể ngắm núi rừng, cây cối, rất nhiều màu sắc luôn, màu xanh, màu đỏ, không có màu tím, màu vàng. Màu tím là màu rất đậm, cực kỳ đẹp luôn. Cũng theo, mời các bạn cùng theo chân với tụi mình nha. Và hôm nay cái thành viên mới của nhóm tụi mình đó chính là Beckin. Beckin, hãy cho chị biết cảm nhận của anh hôm nay như thế nào đi ạ. Dạ, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là hôm đầu tiên mình cùng với anh chị đi cùng nhau trong hội thánh, và thật là vui vì hôm nay thời tiết rất là đẹp và không khiến chúng ta cảm thấy lạnh hay nóng, mà nó mát mẻ, êm dịu. Bây giờ chị cho cưng mát nha, để tối tối cưng còn nói cưng mát nữa hay không nha. Mát lạnh luôn. Đúng rồi. Anh Thanh ơi, em muốn nghe anh nói giới thiệu cho mọi người biết về cái địa điểm hôm nay mình đến nó như là ở đâu, như thế nào nha anh. Hiện tại thì nhóm tụi mình đã rời khỏi ra cái ga đấy là Iku Sabata. Sabata. Ở đây cũng là trên tuyến Ome hướng về ga Okutama. Và khi chúng ta bước ra khỏi ra và tới cái cầu này và xuống xuống cầu thì chúng ta sẽ đến một địa điểm, và không cần phải xuống cầu thì chúng ta cũng thấy phía trên rất là đẹp các bạn. Và tới đây thì chúng ta sẽ cùng nhau cắm trại một ngày trong ngày về thôi, nhưng cũng như những ngày trước, và ao ước rằng trong thời gian sắp tới tụi mình sẽ gửi đến các bạn những cái video dài thật là thú vị, tuyệt vời, ông mặt trời. Và chứ không cần phải nói gì thêm đúng không? Chắc có lẽ bây giờ sẽ mời tất cả các bạn cùng khám phá với nhóm của mình trong một địa điểm mới này nha các bạn. Xin mời tất cả các bạn cùng khám phá với mình nha.